Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin bữa cơm của hai gia đình sau hơn 3 năm bị trao nhầm con. Ngày 25 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc gặp mặt chính thức giữa hai gia đình để hai cháu bé danh chính ngôn thuận về với bố mẹ đẻ. Đại diện gia đình anh Vũ Đình Kiên, cha ruột của cháu Ngọc Yến, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, mời gia đình chị Thị Liên, mẹ ruột của cháu Lan Anh ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, đến nhà dùng bữa cơm chung để hai cháu nhỏ được qua lại vui vẻ như nhà của mình. Trong cuộc gặp gỡ thân tình giữa hai bên gia đình, anh Kiên ngỏ ý với chị Liên muốn cho cả hai bé đi học cùng nhau. Chị Liên cũng đã nhất trí với anh Kiên sẽ để Ngọc Yến và Lan Anh đi học và lớn lên cùng nhau. Giờ đứa nào cũng là con gái hết, điều gì tốt nhất cho các con thì anh em mình cố gắng, anh Kiên nói với chị Liên. Không những cho hai đứa học cùng trường, cùng lớp mà tôi còn muốn cho hai cháu ngồi gần nhau nữa. Để hai cháu cùng lớn lên, bên nhau như vậy sẽ vui hơn rất nhiều, anh Kiên chia sẻ thêm. Vì hoàn cảnh của chị Liên còn khó khăn, lại đang mang thai đứa con thứ hai, nên anh Kiên cũng mong muốn tạo điều kiện để chị Liên dưỡng thai. Theo đó, anh sẽ làm giấy khai sinh lại cho hai bé, nhập khẩu và lao thủ tục để các bé được đi học trong tháng tới. Từ thứ hai đến thứ sáu, hai đứa sẽ được anh Kiên đưa đi học, lo ăn uống. Cứ đến thứ bảy chủ nhật thì anh lại đưa hai bé về nhà chị Liên chơi. Cả hai bên gia đình cũng đã đồng ý với thỏa thuận này. Tại đây, ông Nguyễn Duy Nghiên, ông ngoại nuôi của bé Lan Anh, đã tâm tình với ông Điệu Sư, bố của chị Liên, rằng mong muốn hai gia đình sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn để hai bé được lớn lên trong tình thương của cả hai bên. Cháu tôi giờ cũng là cháu anh, mình có thêm cháu của vui anh à. Có gì hai gia đình mình cùng nuôi nắng tụi nhỏ, nghèo khổ gì cứ cùng lo cho chúng. Đến giờ về, mọi người cảm thấy xót xa hơn khi cả hai bé cứ bình trình không chịu rời bố mẹ nuôi. Bé Lan Anh thì xin mẹ Liên được ở lại với bố Khiên và mẹ Trang, còn Ngọc Yến thì cứ đòi về theo mẹ Liên, anh ậm cũng không chịu. Rồi Lan Anh khóc, Ngọc Yến cũng khóc theo. Anh Khiên lại bế cả hai đứa trên tay để dỗ dành. Lan Anh cứ thế khóc thét lên, nằng nặc đòi ở lại, rồi chạy vào phòng ngủ trùm chăn lại. Còn Ngọc Yến nhìn anh Khiên, rồi lại chồm qua đòi mẹ Liên. Nhìn hai em, mọi người ai cũng ngẹn lòng. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.